xong hai chữ phù. Cho nên tên của người bây giờ là Phù Đồng Tiên Thiên Vương. Bát Hình Đồng Kim Trâm đó chính là Bát Hình Đồng Tiên Thiên Vương đã như vậy. Như vậy ông giáo ở đây có hai đời vua như vậy là hai Bát Hình. Tượng của người là Đắc Thiên Thổ Mộc. Đắc Độ Thiên Thổ là các chất đất tinh luyện, vôi mặt miến với bản muối giã vào nhau, đắp phụ da và gốc cây trầm hương nguyên bản thờ tại đây. Và các anh chị đi tất cả các nơi, không nơi nào thờ tượng đến như đền Sóc Sơn. Tại sao lại vậy? Ông cha ta không phải ngẫu nhiên để như vậy đắp tượng đứng, vì ông giáo là người đầu tiên đánh giặc ngoại xâm của đất nước chúng ta. Cho nên dân tộc chúng ta, ông cha chúng ta đã muốn nhắc nhở các thế hệ này: thế đứng là tư thế của người chiến thắng, đứng là không khuất phục khó khăn cho kẻ thù nào cả. Cho nên có thể nói, luôn luôn nhắc nhở các thế hệ con cháu người Việt chúng ta rằng có ý thức để bảo vệ và xây dựng đất nước. Cho nên đến bây giờ dân tộc chúng ta cũng đang lấy sức mạnh của Phù Đồng chính là vươn cao hơn, bay xa hơn là như vậy. Và dừng ngựa tại gốc cây trầm hương, cởi áo chiến bào khoác lên cây trầm hương. Cho nên trên cái lăng bia đá tấm mặt trên kia ghi toàn bộ sử ký câu chuyện ông giáo, trong đó có một câu áo bào. Và làm xong, nhà sư là chỉ đang sĩ người ngựa lên đỉnh núi xuống thác về trời, quay trở lại đây cùng với dân làng đưa cây trầm hương để lại gốc nguyên bản và lập ngôi miếu thờ gốc cây trầm hương tượng trưng cho tượng của Phù Đồng Thiên Vương. Sau đó nhà sư thấy rằng đây là nơi tụ khí linh thiêng và nơi đất thiêng, nhà sư không tu đây nữa, quyết định rời đây lên đất chùa Loan bây giờ để xây dựng và tu trên đó, sau đó sang đất Kinh Bắc để xây dựng kiên định. Cho nên 1028 năm nay xây dựng ngôi chùa và toàn bộ khu di tích này, xin thưa không có nhà sư nào đến đây xin được chủ trì hoặc là tu tại nơi chùa như tại mình, vì họ lên đây họ đều sư phụ nào cũng không có nhà sư nào đây là như vậy, vừa là người đời thường, vừa là sư, vừa là Phật. Chính cái chính của mình, nhiều người đã nhìn thấy rằng không phải như là chúng ta không có nhà sư nào. Thu nhỏ lại, dùng vôi tập nhớ với bản nhớ xã và dùng đá núi xây cất lên toàn bộ ngay này. Chúng ta cũng có thể mang những tồn tại bây giờ 1028 này nhớ. Xung quanh khu vực này và ông là một trong tứ bất tử thọ của trời đất, cho nên đắp chữ thọ ngay bây giờ. Và thấy tất cả quan khách không phân biệt với ai, cố gắng cướp cho một sợ, cướp cho một cơm, cướp cho một chút, để như vậy là ông ban được cho gia đình, cho nhiều con cháu.